Ngày xưa, trong một khu rừng rậm rạp, có một con cáo rất thông minh và tinh quái. Một ngày nọ, con cáo vô tình rơi xuống một cái giếng sâu và không thể thoát ra. Sau nhiều giờ tìm cách leo lên mà không thành công, nó đành ngồi ở dưới đáy giếng và suy nghĩ cách khác. Vào lúc đó, có một con dê đi qua và nhìn xuống giếng. Thấy con cáo ở dưới, dê hỏi, anh cáo ơi, sao anh lại ở dưới giếng thế? Con cáo nhanh trí liền nghĩ ra một kế và trả lời, ôi, anh dê ơi, anh không biết à, nước ở dưới giếng này rất mát và ngon, tôi xuống đây để uống nước và nghỉ ngơi một lát thôi. Nghe thấy vậy, con dê không suy nghĩ nhiều mà nhảy ngay xuống giếng để uống nước. Khi dê vừa chạm tới đáy giếng, con cáo liền nhanh chóng nhảy lên lưng dê và từ đó nhảy ra khỏi giếng. Đứng trên miệng giếng, cáo nhìn xuống dê và cười. Anh dê ơi, anh nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Đừng bao giờ tin tưởng những lời nói của kẻ khác mà không suy xét. Con dê hiểu ra mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn. Từ đó, dê rút ra bài học rằng phải cẩn trọng và suy nghĩ trước khi hành động.